7 ngày trước rằm tháng 5 âm lịch, ba con giáp trung số cực đậm bất ngờ đổi đời. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người đều mang trong mình một lá số tử vi khác nhau. Có những thời điểm trước, gặp rất nhiều may mắn, tài lộc tự tìm đến cửa, cuộc sống nhẹ nhàng, sung sướng mà vẫn giàu sang, phú quý đủ đầy. Nhưng có những người lại chẳng có gì trong tay, làm đến đâu tiêu hết đến đó, cuộc sống nghèo khổ, đeo bám đến tận bây giờ. Khi xem tử vi của 12 con giáp trong năm Tân Sửu 2021, đặc biệt là thời điểm 7 ngày trước rằm tháng 5 âm lịch, vận số của ba con giáp này thay đổi đến bất ngờ, may mắn cứ liên tiếp kéo đến xếp hàng trước cửa, giàu sang nứt vách. Vậy đó là những con giáp nào và họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm 7 ngày sắp tới? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là người tuổi Hợi. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Hợi cho thấy thời điểm 7 ngày trước rằm là khoảng thời gian khá thuận lợi của người tuổi Hợi, cũng nhờ sự quý mến và nhiệt tình hỗ trợ. Nhưng đừng xem rằng đó là điều đương nhiên tuổi Hợi, hãy chủ động nói lời cảm ơn để thể hiện sự trân trọng với họ. Sự xuất hiện của thiên ấn trong tháng có lợi cho bản mệnh đang làm công việc có tính chuyên môn cao hoặc đòi hỏi phải sáng tạo. Đây là lúc bản mệnh có thể chủ tài, cho thấy ưu thế của mình so với đồng nghiệp, nhất là những mệnh chủ đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ, có thể gặt hái được những thành quả, giá trị. Tuy nhiên, đừng quên ở bất cứ lĩnh vực nào, muốn thành công, điều quan trọng nhất chính là chăm chỉ. Vì đừng mong chờ vận may nào đó sẽ vô tình xuất hiện, vì điều này sẽ không xảy ra. Nếu bản mệnh đang theo đuổi những mục tiêu lớn thì cần phải xây dựng một đội ngũ gồm những người ủng hộ, gắn bó với mình và có thể hỗ trợ trong các lĩnh vực liên quan. Cửu tử bay về phương Đông Nam cũng hỗ trợ cho ai đang theo đuổi học tập, tin vui liên quan đến chuyện thi cử. Bản mệnh có thể nhận được sự hỗ trợ trong việc học tập hoặc có thể đạt được thành quả tốt trong một cuộc thi nào đó và học hỏi được những kỹ năng mới. Nguyên lệnh trình sinh cho thấy bản mệnh là người sống vô tư, nhân từ, rất hiền lành và vô cùng nhân đạo, có trực giác tốt lẫn sự khôn ngoan. Lúc này càng khuyến khích tuổi Hợi có cá tính hòa nhã và giỏi giao tiếp xã hội, những yếu tố giúp bản mệnh trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi. Tuy vậy, bản mệnh có vẻ dễ tin và thường đặt quá nhiều niềm tin vào người khác. Và khi mọi thứ không như ý, bản mệnh lại phát triển tâm lý nạn nhân. Tử vi còn cho thấy, thời gian này, việc mệnh chủ tuổi Hợi không phải suy tính quá nhiều vào vấn đề tiền bạc, đều nhờ tử vi các tinh hậu thuẫn cho con đường tài lộc của bản mệnh lúc này được tăng lên. Nhiều mệnh chủ gia tăng được thu nhập bất chấp khó khăn hiện tại. Thậm chí trong lúc mọi người gặp trở ngại là lúc bản mệnh kiếm được tiền nhờ sự thông minh, nhanh trí của mình. Tuy nhiên đừng để bản tính dễ tin người của mình gây hại, vì chỉ một lần cho người khác vay tiền, bản mệnh cũng đủ làm hỏng mối quan hệ và mất cả tiền bạc. Trong thời điểm này, đời sống tình cảm của các cặp đôi trở nên thân mật hơn, có lợi ích cho sự sinh nở. Tuy nhiên, sự suy đoán vô căn cứ của bản mệnh đôi khi sẽ khiến không khí trùng xuống. Lại thêm ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc cho thấy mâu thuẫn vợ chồng xuất phát từ vấn đề của chính bản mệnh. Hơn nữa, bản mệnh đặt công việc trên tình cảm nên chuyện tình cảm của hai người thời gian này có dấu hiệu đi xuống là điều dễ hiểu.
Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hành thông và thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó mệnh chủ sẽ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những tiểu nhân ghen ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Hợi tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Hợi, để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là người tuổi Sửu. Xem tử vi năm 2021 cho thấy, 7 ngày trước rằm tháng 5 âm lịch của con giáp tuổi Sửu có khá nhiều thăng trầm. Do đó, nếu chuyện vui đến thì đừng vui quá, chuyện buồn có ập tới cũng đừng vội bi quan, thất vọng. Mọi thứ trong cuộc sống của bản mệnh có thể thay đổi trong một sớm, một chiều. Bởi quan đới trong thời gian này sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp của gia chủ tuổi Sửu tăng tiến. Nhiều mệnh chủ có được danh tiếng nhờ thành tích tốt, xuất sắc, thậm chí còn được thưởng tiền về nỗ lực của mình. Thời điểm này, bản mệnh càng khiêm tốn, chăm chỉ thì càng có lợi. Vì thế đừng vì nghe theo ai đó mà vội thay đổi quyết định, thay đổi nghề nghiệp quá nhanh. Lúc này bản mệnh cần tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ hiện tại của mình. Những nỗ lực hoặc hạt giống bản mệnh đã cất công gieo suốt thời gian qua, cuối cùng đã nhận được quả ngọt. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự hậu thuẫn của rất nhiều người ở xung quanh. Do đó, đừng ngần ngại thừa nhận công sức của mình một cách khéo léo, chứ đừng vội khẳng định tất cả là do công của mình. Đừng vì chỉ mới có được chút thành tích đã vội cao ngạo, khoe khoang như sẽ gây mất lòng với mọi người. Thực tế là có nhiều người giỏi hơn, nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, không thích thể hiện ra ngoài. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của bản mệnh lúc này khởi sắc, chính tài giúp sức để việc làm ăn của bản mệnh thuận lợi, hành thông. Nếu là người chủ động, biết nắm bắt tốt cơ hội, thì việc tuổi Sửu có được hợp đồng lợi nhuận cao trong khoảng thời gian này là hoàn toàn có thể. Nhìn chung, tình hình tài chính của con giáp tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều tin khả quan. Tận dụng thời gian này, bản mệnh nên chuẩn bị trước các bước đi cần thiết trong công việc và sự nghiệp, hợp tác vì các cơ hội tăng thu nhập có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thế nhưng cũng đừng vội tin người mà chỉ vì vài thông tin hay ho mà họ đưa ra, đã vội dồn hết tiền bạc để đi theo họ. Bất cứ điều gì cũng phải có nhiều thông tin từ nhiều chiều để phân tích, đánh giá cẩn thận. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của tiểu hao cũng khiến mệnh chủ tuổi Sửu phải tốn tiền cho những khoản như sinh nhật, chẵn tháng, biếu người bệnh. Nhưng những khoản này đều nằm trong kế hoạch của bản mệnh, nên không có gì phải lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, nhất bạch bay về trung cung, chủ về bệnh tật cho thấy sức khỏe cũng là vấn đề đáng lo đối với con giáp tuổi Sửu trong 7 ngày sắp tới. Vì thế, nếu thay đổi thời tiết thì cố gắng xem dự báo thời tiết trước để chuẩn bị trang phục phù hợp, tránh dầm mưa rồi ốm đau liên miên cả tuần. Đặc biệt, thầy Gia Cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Dần. Xem tử vi tháng 5 âm lịch có thể thấy, thời điểm 7 ngày trước rằm là khoảng thời gian thử thách lòng kiên nhẫn của con giáp tuổi Dần, khi mà bản mệnh đã cố gắng hết sức, chăm chỉ làm ăn. Nhưng không phải khi nào công sức của bản mệnh cũng được ghi nhận ngay. Bản mệnh đừng vì chút bực mình mà vội bỏ cuộc, vì dù muộn một chút, nhưng rồi bản mệnh sẽ vẫn nhận được phần thưởng xứng đáng. Do đó, dù thế nào đi nữa thì cũng hãy kiên nhẫn và cần mẫn,
bỏ qua những lời đàm tiếu xung quanh mình để bước tiếp. Bởi người tạo ra vận may chính là bản thân mình, chứ không phải ai khác. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy bản mệnh tinh lực dồi dào, hoạt bát, tích cực. Nguồn năng lượng của bản mệnh có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành tấm gương sáng cho bạn bè và đồng nghiệp noi theo. Ngũ hành tương sinh còn giúp cho các mối quan hệ thuận hòa, nhờ đó mà đồng nghiệp nơi công sở rất vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ bản mệnh khi khó khăn. Cuộc sống ổn định vững chắc nhưng bản mệnh đừng quá cứng nhắc, dù được giúp nhưng vẫn phải tự chuẩn bị trước những công việc của mình. Những nỗ lực hoặc hạt giống mà bản mệnh đã cất công gieo trồng suốt thời gian qua cuối cùng cũng nhận được quả ngọt, nhưng chúng đến muộn một chút. Do đó, đừng ngần ngại thừa nhận công sức của mình một cách khéo léo. Tuy nhiên, sẽ có những người ghen tị với tuổi Sửu trong thời gian này, hai bên có thể nảy sinh một số mâu thuẫn, thường là từ vấn đề nảy sinh trong công việc gây cản trở cho kế hoạch của bản mệnh. Nhưng thay vì nhún nhường chịu đựng, đã đến lúc thẳng thắn nói chuyện với đối phương để có thể giải quyết những xích mích. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của tuổi Dần trong thời gian này cũng khá ổn định, nhưng cũng là lúc bản mệnh có nhu cầu cho một cuộc sống tốt hơn nên bắt đầu chi tiêu nhiều hơn để nâng cấp bản thân. Vì thế bản mệnh cũng cần tìm cách gia tăng thu nhập chứ không phải đẹo mãi đồng lương ít ỏi của mình. Những người giàu có, họ có tới ít nhất 7 nguồn thu nhập. Nếu bản mệnh mãi chỉ có đúng một nguồn thu nhập thì nên xem xét lại. Hãy không ngừng tìm cách để có thêm tiền một cách khôn ngoan. May mắn trong 7 ngày sắp tới, tuổi Dần rất biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, không để cho những suy nghĩ sốc nổi làm ảnh hưởng tới cuộc sống. Mối quan hệ của bản mệnh trở nên tuyệt vời hơn trước rất nhiều, chính nhờ vào thái độ tích cực của chính mệnh chủ. Không những vậy, nhờ có tam hợp mà các mệnh chủ độc thân hứa hẹn sẽ có đào hoa rực rỡ. Nếu các mệnh chủ biết mà rộng lòng đón nhận những mối quan hệ mới, sẽ có thể gặp được vài đối tượng. Tuy nhiên, trong thời gian này, ngũ quỷ hung tinh xuất hiện báo hiệu cho điểm tiểu nhân quấy phá, khiến quý gia chủ suy nghĩ nhiều hơn thường lệ. Đó là lý do sức khỏe giảm sút. Sức khỏe gây hại, nhưng may mắn tìm được cách chữa trị phù hợp, không có gì phải lo ngại. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dần hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà vận, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không những vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Dần. Hy vọng với nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.